Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 7 giờ sáng của ngày 23 tháng 4 năm 2022. Có thể chia sẻ ngắn gọn với các bác thế này. Ngày hôm qua công an An Giang đặc biệt lại lập công. Chúng ta ngóng về phía của anh Đinh Văn Nơi và cập nhật mọi cái thông tin, mọi cái chiến công của anh Đinh Văn Nơi. Và trong ngày hôm qua thì rất nhiều tin, đặc biệt là tin về CEO Phương Hằng, đâm ra đã choán cái thời lượng đó. Nhưng mặc cho mọi cái tin chảy ra thì những chiến công của anh Đinh Văn Nơi thì vẫn và công an An Giang thì vẫn cứ dày thêm, dày thêm, dày thêm. Và ngày hôm qua lại thêm một đại gia nữa sa lưới pháp luật bởi ông Đinh Văn Nơi. Trong một thông báo có thể nói rằng là rất ngắn gọn ngày hôm qua mà tôi nghĩ rằng mình có trách nhiệm chia sẻ với các bác và mọi người. Đó là đã khởi tố công ty mua bán cát trốn thuế hơn 19 tỷ đồng. Và cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang thì đã ra quyết định khởi tố bị can và khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Ngô Phú Cường 48 tuổi để điều tra về hành vi trốn thuế và đã trực tiếp quản lý điều hành mọi hoạt động kinh doanh buôn bán cát của 4 công ty, nhưng mà trong đó có cả công ty do con gái Cường đứng tên đại diện pháp luật. Và trong cái quá trình từ 16-20 thì đã giao dịch mua bán cát với một số công ty trong và ngoài tỉnh thì thu hơn 63 tỷ nhưng lại thanh toán vào hai số tài khoản cá nhân và từ đây là trốn thuế với số tiền là khoảng 19 tỷ đồng. Nếu các bác nào á, mà biết về ngành kinh doanh cát thì đây là một ngành kinh doanh có thể nói siêu lợi nhuận nhưng không dễ làm, không dễ và đều phải đòi hỏi những người phải có thật sự có máu mặt thì mới có thể kinh doanh được cái chỗ này. Cho nên ấy, xin thưa với các bác và mọi người, ông Nguyễn Phú Cường hay còn gọi là Cường Cát thì đã kinh doanh cát ở An Giang đến hàng chục năm nay rồi. Đó. Và cũng giống như Mười Tường, các bác nào sẽ biết là mối quan hệ cũng không hề nhỏ. Nhưng mà chúng ta hãy thử nghe lại bài phát biểu của anh Đinh Văn Nơi để thấy rằng nói vào là có đi cùng với nhau không nhé, các bác sẽ tự đánh giá, bởi vì đây là bài phát biểu từ rất lâu rồi chứ không phải là mới nữa, đúng không ạ? Thì thấy rằng là chúng ta cần rất nhiều người như anh Đinh Văn Nơi bắt những cái kẻ này để mà trả lại cái sự bình yên, gọi rằng là xã hội nó phải ngay ngắn, đúng không ạ? Cảm ơn tất cả các bác, chúng ta hãy một lần nữa hưởng thụ buổi sáng và một bài phát biểu có thể nói làm người dân cực kỳ sung sướng đó. Cảm ơn các bác và mọi người. Thì cũng báo cáo với bà con cô bác, chúng tôi xử lý rất nghiêm túc. Đồng chí nào lập công thì chúng tôi khen thưởng và chúng tôi xem xét bổ nhiệm ở chức vụ quan trọng. Đấy. Mà đồng chí nào không lập công, có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng, tham ô, hối lộ thì chúng tôi xử và điều chuyển ra khỏi lực lượng chiến đấu, thậm chí đưa ra khỏi ngành công an. Đây là một trong những vấn đề cương quyết của chúng tôi, bất kể là con cháu của ai, tôi nói là tôi làm, bất kể là con cháu ai, đây là một trong những vấn đề mà chúng tôi rất cương quyết và chúng tôi chấn chỉnh lực lượng công an phải từ tỉnh dài xuống, từ ông giám đốc công an tỉnh dài xuống công an xã. Đây là tôi nói, đây là thật sự mà một trong những cái tâm quyết của tôi. Ông giám đốc công an ông không ăn hối lộ thì tất cả từ trên dạy xuống sẽ không nhận hối lộ. Ông nào nhận hối lộ lội ra khỏi ngành công an. Tôi nói cái này là một trong những cái sự tâm huyết và mục đích cho chúng ta phải xây dựng lực lượng công an phải thật sự trong sạch vững mạnh, phải vì nhân dân phục vụ. Đây là một trong những vấn đề mà tôi cũng mong muốn bà con và nhân dân của chúng ta phải theo dõi và giám sát lực lượng công an. Số điện thoại của tôi luôn luôn lúc nào cũng được công bố trên là cổng thông tin điện tử của công an tỉnh. Nếu phát hiện đồng chí nào có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng, hối lộ, hách dịch, cửa quyền, bảo kê, che đó là bảo kê tội phạm thì cứ nhắn thẳng vào đó, tôi xử lý liền tại chỗ, bất kể là con hay cháu ơi, tôi nói là tôi làm. Đây là một trong những vấn đề mà lực lượng công an sẽ tới đây sẽ phải vững mạnh để vì dân nhân phục vụ.
Đấy, thì nên là tôi muốn nói với các đồng chí, chúng ta phải, tất cả tụi tôi ở đây, tụi tôi cũng lãnh lương của người dân của chúng ta thôi. Chúng tôi phải vì nhân dân thôi, chứ tôi không vì ai hết. Tôi nói thẳng, tất cả tôi nhận lương của người dân thì tụi tôi sống chết với dân, chứ tôi không có gì ai hết. Đây là một cái câu nói thật thà, tôi nói thật với bà con cô bác biết. Và một cái việc nữa đó là tôi thấy rằng là cái đợt tấn công tội phạm này, tôi yêu cầu lãnh đạo công an huyện chú ý mấy việc. Một là chúng ta tấn công tội phạm, đây là mệnh lệnh của bộ trưởng và giám đốc công an tỉnh cũng đã phát lệnh rồi. Chúng ta phải đặt dưới sự lãnh đạo của đảng. Đấy, một số giải pháp mà chúng ta đưa ra thì phải đặt với sự lãnh đạo của bí thư và chủ tịch tỉnh, của chú bí thư và chủ tịch huyện, để là làm sao lãnh đạo cả hệ thống chính trị này vào cuộc, lực lượng công an làm nòng cốt để chúng ta tập trung truy quét. Bây giờ là một số chú bác cũng nói bây giờ là các tổ nè, các ấp nè, thấy tệ nạn xã hội không báo, thấy tệ nạn xã hội sao mà không phối hợp, rồi là tại sao mà cho thuê nhà, tại sao mà là cho thuê đất để mà các cái loại tệ nạn xã hội tồn tại trên địa bàn. Cái đó nó phải trách nhiệm hết, trách nhiệm của từng người hết, nó phải cả hệ thống chính trị thì mới xử lý được. Chúng ta quan niệm chúng ta không bắt người dân nhiều, chúng ta không bắt tội phạm để giam để dốt nhiều, mà chúng ta phải làm sao trên địa bàn chúng ta không có tội phạm, mà chúng ta không bắt được nhiều tội phạm, mà trên địa bàn chúng ta bình yên không có tội phạm, thì cái đấy là lực lượng công an mới giỏi. Chứ bây giờ chúng ta bắt nhiều, chúng ta giam giữ nhiều, để lại cái hệ lụy cho xã hội quá nhiều, thì như vậy lực lượng công an cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ. Do đó là phải đặt với sự lãnh đạo của cấp ủy đảng chính quyền, tức là của chủ tịch và của bí thư và chủ tịch, để chúng ta lãnh đạo một cách có khoa học. Tôi yêu cầu thế này, về tệ nạn xã hội đó thì tôi yêu cầu là phải bắt được cái thằng cầm đầu, tức là trường gà lắc tài xỉu, thì ai tổ chức, ai cầm đầu, ai cho thuê đất, ai cho thuê nhà, xử lý cho được người đó và khởi tố cho được người đó. Đó, thì nên là cái này là cái yêu cầu đặt ra trong đợt tấn công. Cái thứ hai nữa là tội phạm ma túy. Tội phạm ma túy thì hiện tại là số vụ, số người nó rất là tăng, nhưng mà chúng ta cứ đi bắt những cái người mà sử dụng, còn cái người vận chuyển, cái người mua bán để cung cấp ma túy cho địa bàn mình thì không chú ý là không được, là không ngay. Thì nên là bây giờ á, về tội phạm ma túy, tôi yêu cầu là xác lập chuyên án, xác lập hồ sơ hiểm nghi, triển khai biện pháp nghiệp vụ để tập trung bắt cho bằng được cái đối tượng vận chuyển, mua bán, cung cấp ma túy vào địa bàn của ta. Thì cái này là cái mà tôi nói lực lượng công an phải làm. Chứ chúng ta đừng có nói là bây giờ hôm nay là bắt ông này là cầm một tép đang sử dụng, ngày mai bắt ông tép sử dụng, làm như vậy là không có thể nào giảm được cái tội phạm ma túy. Đấy, để nên là tôi đề nghị là các đồng chí nên chú ý cái đó. Tội phạm ma túy thì nó sẽ xảy ra cái vấn đề trộm cướp giật giọc và gây thương tích và gây mất an ninh trật tự. Đây là một số cái tội phạm, nó kéo theo một số cái loại tội phạm khác. Thì cái này là tôi đề nghị là muốn sàng lọc tội phạm ma túy thì cứ tập trung vào đây mà sàng lọc, thì nó lôi ra hết chứ đâu mà có gì đâu mà thoát được. Đấy, rồi buôn lậu. Thì buôn lậu thì bây giờ trên địa bàn mình là bao nhiêu đối tượng cầm đầu, bao nhiêu đối tượng đầu nậu, kho bãi ở đâu, có ai bảo kê không, có ai hùng không, thì lôi ra. Công an ai hùng, ai bảo kê thì báo cáo giám đốc, thì giám đốc có xử lý không? Nếu giám đốc không xử lý thì các đồng chí cứ để cho tồn tại. Tôi nói thật chứ các đồng chí đó, tôi mà bắt còn hơn bà bắt nữa, không bao giờ thả. Tôi nói rồi, đây là một trong những vấn đề mà tôi nói thật với các đồng chí là chúng ta phải quyết tâm như vậy mới được. Chứ bây giờ chúng ta đi bắt mấy anh đi là chợ làm đai, rồi mấy anh đi chợ thuê, chợ mướn, biết chừng nào bắt ông này á thì cái người chủ đầu nậu này nè lại thuê một cái người khác thì cũng lại như thế nữa.
nó cũng vậy thôi. Đây này, mấy cái điểm là xe đồ này kia nọ, tôi nói hồi nãy á, một số cái người mà người ta điện thoại trực tiếp lên trên cái hội nghị chúng ta đó, là mấy người đó là người ta phát hiện đó. Đấy, bây giờ là xe ăn ngay tại đây, truyền qua cả tại đây, tải ngay chỗ này. Đấy, thì cũng là các đối tượng là đầu nậu trên địa bàn này, thuê mấy ông này làm chứ ai làm. Mà đầu nậu là ai mình biết không? Làm sao không biết được? Kho bãi đâu sao không biết không? Sao không biết được? Đó, cho nên là tôi đề nghị là bắt mấy người đó đó. À, còn ba cái vụ làm thuê làm mướn á, thì nói gì nói á, thật sự ra cũng là có cái hoạt động phạm pháp. Nhưng mà nếu bắt mấy người đó đó là không phải là giải pháp để mà làm giảm đi cái tình hình buôn lậu. Thì nói là một cái số ý rồi các đồng chí nên chú ý. Mà tới đây là kiểm tra kế hoạch tấn công tội phạm thì phải trả lời cho bằng được là trên địa bàn có bao nhiêu đối tượng đầu nậu, và đối tượng đầu nậu này có xác lập hồ sơ chuyên án chưa, xác lập hồ sơ hiểm nghi chưa, đấu tranh tới đâu rồi, chừng nào bắt giữ, phải trả lời được cái đó. Chứ không phải mà nói chung chung được. Tôi kiểm tra kế hoạch tấn công là không nói chung chung. Đấy, nên là tôi nói với các đồng chí là phải chú ý cho cái việc đấy để mà chúng ta thực hiện cho nó tốt chứ. Đấy, nên là về vấn đề này là, bởi vì tôi nói thật với các đồng chí luôn á, tôi nói với các đồng chí luôn á, tôi khi nào mà tôi xác lập chuyên án, khi mà giám đốc ra lệnh bắt giữ rồi á, thì tôi nói thật với các đồng chí thì chỉ có đi ở tù thôi chứ không xử lý hành chính đâu. Mà lựa mấy người nào quen lớn á, tôi bắt trước. Tôi lựa ai mà quen lớn á, có thế lực á, là tôi bắt trước. Bà Mười Tường là tôi lụm rồi, phải không? Tôi nghe nói bà này quen lớn lắm, mà tôi nói là tôi bứng đẳng gấp luôn. Thử có bà quen cỡ nào. Bây giờ là chạy lo mà cho chết đó, chứ ở đó mà lo mà ở đó mà thế lực, phải không? Tới đây là còn nhiều nữa. Lựa mấy ông nào làm lớn, mấy ông nào mà có quen lớn á, có thế lực á, có dân bảo kê á, để mình xử. Để cho anh vậy đó, nó mới xã hội này, nó mới công bằng. Xã hội này nó mới bình yên được. Đấy là tôi nói, đây là một trong những cái mà chúng ta phải làm. Rồi cho dây lãi nặng. Thì bây giờ cho dây lãi nặng này, trên cái địa bàn này nè, có công ty không? Có công ty đòi nợ thuê không? Có đối tượng tạm trú tạm vắng ở trên địa bàn mình không? Hay là một số cái đối tượng á, là nó tạm trú tạm vắng ở cái địa bàn khác, qua tới giờ làm việc nó quay vô đây, nó tổ chức, mình có theo dõi không? Mình biết công ty nó nằm ở đâu không? Chứ bây giờ mà đi giải ba, đi thu lộm ba cái truyền đơn nó làm cái gì? Mình phát hiện nó đóng quân tại đó, mình khám xét liền, cho phép mà vô trong đó, giấy tờ à, giấy tờ cầm cố thế chấp lãi suất bao nhiêu thì khám xét ngay, có chứng cứ bắt giữ liền. Dễ quá, có gì đâu. Ba cái đầu quỷ không có gì, tôi nói thật với các đồng chí. Ủa, mình là có chịu làm không? Rồi tôi nói thật với các đồng chí, ba cái vấn đề game là diễn ra trên địa bàn, tuy rằng là các vị không có nhắc tới, mà cái game này nó cũng dấu hiệu trá hình. Game nó trá hình cờ bạc, rồi tệ nạn trong này nữa. Thì về vấn đề này tôi đề nghị là phải thu gom, phải xử lý. Hoạt động mà không đúng giấy phép là phải dẹp. Về cái vấn đề đó là chạy xe mà quá tải á, thì tôi đề nghị này, xe này là phải có xe của cán bộ công chức không, xe có thế lực không, xe của ông này bà kia không, hiểu không? Hay là xe này là có quen với mấy ông lãnh đạo không? Đấy, cái đấy đó, xe quá tải đó. Tôi nói với các vị, các đồng chí luôn á, nơi nào mà dân báo là tôi đưa lực lượng khác tới, tôi xử lý. Tôi bắt xong rồi tôi điều tra ra, nếu ai mà đứng sau lưng mà làm mà gây mất an ninh trật tự ngang nhiên là xử lý tới nơi tới chốn. Tôi nói mà nếu mà cán bộ công chức là tôi báo cáo cả bí thư tỉnh ủy, báo cáo chủ tịch tỉnh để xử cho nó nghiêm. Chứ bây giờ là dân người ta không làm mà mình đi làm, thấy không? Mình đi xử dân rồi cuối cùng mình không gương mẫu ở đâu được. Về vấn đề này là
tới đây thì cũng phải là xử lý nghiêm về về cái vấn đề mà đua xe trái phép á, thì cái này là phải quay phim, phải chụp hình, phải biết là biển số xe đó là của ai, ai đứng tên, quay xong cái đi về mà phân tích ra con cháu của ai, nhà cửa ở đâu, hiểu không? Xong rồi thì chúng ta qua bữa sau chúng ta phục rồi là coi như là đón tại nhà rồi đón tại hiện trường thì bắt giữ thu hết các cái loại xe đó, giam sạch hết thôi. Quan trọng là chúng ta có đi làm không. Đấy, nên là cái vấn đề này ở đây đừng có nói là định nghĩa là không đua xe, thấy không? Cái vấn đề đấy là không đúng rồi. Có chúng ta có làm tới nơi tới chốn chưa? Có đưa tiền với nhau qua lại chúng ta có làm rõ cái đó chưa? Phải không? Cái đó cái thứ nhất, cái thứ hai nữa chúng ta thấy nó đua nó nguy hiểm chưa? Chúng ta có quay phim chụp hình lại chưa? Chúng ta có giải pháp, chúng ta có bắt giữ chưa? Chúng ta có lấy lời khai chưa? Hành vi này có cấu thành tội đua xe chưa? Phải trả lời với người dân ta. Còn bằng không thì bây giờ phải tập trung mà làm. Mà tôi nói cái Châu Thành này là người dân người ta gửi tin nhắn cho tôi rất nhiều về vấn đề đua xe. Mà tôi nói bây giờ á, thật sự ra mà nói có chức càng có cái chức vụ nó càng khó, mà giữ được cái chức nó càng khó. Có chức là phải lập công, mà giữ được cái chức á là chúng ta phải giữ gìn bản thân mình. Có chức rồi mà không giữ gìn thì lơ mơ người ta lấy lại. Tôi nói thật với các đồng chí, vô trong kia đưa quân vô trong kia từng trước từng sau đều đi động đi, một số cán bộ một loạt đi hết, chứ không phải để như vậy hoài đâu. Đấy, rồi một cái việc nữa đó là tôi thấy rằng là cái vấn đề này là cái vấn đề quan trọng về tiếp nhận và xử lý tin báo. Thì ở đây tôi cũng báo cáo như bà con cô bác biết đó, là đi đây là chúng tôi đi cả cái hệ thống của tỉnh, tức là một số cái phòng chiến đấu của tỉnh, phòng cảnh sát hình sự, phòng cảnh sát môi trường, phòng thanh tra, phòng cảnh sát giao thông, rồi là một số cái phòng khác như phòng phong trào, phòng tổ chức cán bộ, ngồi đây mà lắng nghe. Sau đó là phải về ghi chép và tham mưu cho tôi, chứ không phải là đi họp xong rồi về nghỉ đâu. Đấy, nói thật với bà con cô bác vậy đó, chúng ta phải làm cho nó rõ thế. Và một cái nữa đó là tiếp nhận và tin báo. Bây giờ là tôi nói nè, một số cái ý kiến phát biểu là tôi đánh giá, bây giờ dân báo tin thì có xử lý không? Thời gian vừa qua là một số chú nói là không có xử lý đó. Cái thứ hai nữa là kênh thông tin để mà tin cậy để người dân báo. Tôi báo tin là phải bảo vệ cho tôi. Đấy, chứ không phải giống như cái chú hồi nãy chú phản ảnh hồi nãy là trời ơi mới báo về tới nhà lại chặn đường à. Cái đó là không được. Mai mốt ai dám báo. Rồi một cái nữa là về vấn đề từ đây tới Tết nè, việc gây mất an ninh trật tự, việc đánh nhau gây thương tích, hoặc nhiều cái vấn đề hoạt động gây mất an ninh trật tự, người dân người ta báo thì mình có đến liền không? Hay là báo 2-3 tiếng sau mới đến? Cái này là cái vấn đề mà công an các đồng chí phải chú ý. Rồi một cái việc nữa đó là công an á, thì thấy tội phạm mà có xử lý không? Ví dụ như bây giờ các đồng chí đi xuống địa bàn, quản lý đối tượng, thấy đó đó mà có xử lý không? Một số người dân người ta nói mình không xử lý đó. Thì nên là cái này là mình phải ghi nhận, mình phải ghi nhận cái những cái vấn đề đánh giá của người ta, và nhận xét và góp ý của người ta để mình về mình làm cho nó nghiêm túc. Rồi là tôi thấy rằng là các cái vụ việc là tiếp nhận tin báo, xử lý tin báo thì có nhanh không? Điều tra vụ án có khách quan không? Đó, mấy cái vấn đề này là tôi nói thật với các đồng chí. Các đồng chí đừng có lợi mà các đồng chí là nói là chú ơi tôi thương chú quá, làm ơn làm mấy cái này đi, dân người ta thương liền à. Làm cho tốt đi, dân người ta thương. Mà dân người ta thương rồi thì tất cả mọi vấn đề đều xong hết. Đó, như bác Hồ nói đó, khó dạng lần dân liệu cũng xong. Mà làm mà mất lòng tin người dân rồi thì đừng có hòng. Xuống dưới thì coi như là không thấy, không biết, không nghe. Thì coi như lực lượng công an cầm sổ về thôi. Đấy, thì tôi nói một số ý như vậy để cho các đồng chí nên chú ý. Thì qua cái hội nghị này tôi cũng đánh giá rất là cao về cái hình thức và cái nội dung rất là phong phú, tạo cho bà con cô bác mình có nhiều cái kênh thông tin đó, từ cái vấn đề mà đóng góp qua thùng thư,
từ cái vấn đề mà đóng góp trực tiếp hội trường, từ cái vấn đề mà đóng góp trực tiếp qua đường dây nóng, và một số cái bà con cô bác mà chúng ta phát biểu rất là bài bản và rất là chất lượng. Đây là tôi nghĩ rằng là cái hội nghị nó rất là quan trọng, và tôi nghĩ rằng là đây là một cuộc sinh hoạt chính trị rất là quan trọng đối với các tầng lớp nhân dân của chúng ta, và tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải phát huy và cần phải nhân rộng và cần phải làm nhiều để chúng ta dựa vào dân, để chúng ta chiến đấu làm sao cho cái tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội làm sao cho nó đảm bảo và cho nó tốt. Và nhân dịp này tôi cũng thay mặt cho đảng ủy và ban giám đốc công an tỉnh xin chân thành cảm ơn đồng chí bí thư huyện ủy, đồng chí chủ tịch ủy ban nhân huyện, cấp ủy chính quyền địa phương đã có đùm bọc và giúp đỡ tạo mọi điều kiện cho lực lượng công an huyện Châu Thành thời gian vừa qua hoàn thành tốt nhiệm vụ, và cũng xin cảm ơn bà con cô bác đã cung cấp cho lực lượng công an của chúng tôi trong thời gian vừa qua rất nhiều thông tin có giá trị giúp cho lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ về cái công tác an ninh chính trị trên địa bàn của tỉnh và nói chung và cái địa bàn của huyện Châu Thành nói riêng. Tôi xin một lần nữa tôi xin là kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu cùng bà con nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin chân thành cảm ơn.